Chính quyền của Hy Lạp vừa ban hành các biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh nhà khí tượng học cảnh báo tình trạng nắng nóng và nhiệt độ cao bất thường sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trên khắp cả nước. Bộ Lao động đã khuyến cáo tạm dừng công việc từ 12 giờ trưa đến 17 giờ chiều đối với nhân viên làm việc ngoài trời khi nhiệt độ lên tới 40 độ C cho đến ngày 19 tháng 7. Nhiều người dân làm những công việc có nguy cơ bị chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng thời tiết cũng được yêu cầu làm việc từ xa tại nhà. Trong khi đó, các nhân viên thuộc Hội Chữ Thập Đỏ đã có mặt tại Athens để phổ biến dành cho người dân về những biện pháp an toàn giúp đề phòng tình trạng nắng nóng, sốc nhiệt. Cơ quan cứu hỏa của Hy Lạp cũng đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao do nhiệt độ khô nóng. Trước đó, trong tháng 6 năm nay, giới chức của Hy Lạp cũng đã thông báo đóng cửa các khu vực công cộng và ban bố cảnh báo về sức khỏe do thời tiết nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới 43 độ C. Theo các chuyên gia, đợt nắng nóng bất thường tại Hy Lạp là do cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu xảy ra. Ngoài ra, vị trí địa lý của Hy Lạp cũng là một trong những yếu tố khiến nước này đặc biệt dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu gây ra do con người.